con Đức Chúa Trời và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình thì cha cũng đã ban cho con sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người, chớ lấy điều đó làm lạ. Vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ta hỏi ai đã làm lành thì sống lại để được sự sống, ai đã làm dữ thì sống lại để sẽ còn đó. Chúng ta là người được sống lại để chúng ta được sự sống. Và nếu chúng ta làm thêm thì ở đây sang chúng ta thứ nhất đoạn 4 câu 13 đến 18 nói về cái gì? Chuyển tính tiếu của chúa tay đầu, chúng ta sẽ được sống lại. Tôi xin dùng câu kinh thánh khác để minh họa vấn đề này rõ ràng hơn, đó là tôi câu thứ nhất đoạn 15 câu 23. Ông biết là trái đầu mùa, rồi tới ngày ông biết đến những kẻ cuộc đời này sẽ sống lại. Ở đây có hình ảnh của cái trái đầu. Trái đầu mùa là cái con trái đầu tiên của một cái đám ruộng đó. Khi mà người ta thấy có một số bông của cái đám ruộng đó thì ta biết rằng cái cánh đồng đó nó sẽ có kết quả. Tôi